Sáng ngày 9 tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam, truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh, dự và phát biểu tại lễ phát động. Với chủ đề thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm toàn dân, hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau bệnh tật. Hoạt động truyền thông được Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh, giúp tầng lớp nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó tích cực tham gia, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Hiện toàn tỉnh có trên 710.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 90,6% dân số, trên 8.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 2,2% lực lượng lao động. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung nêu rõ, để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2023 lên 97%, ngành bảo hiểm, các đơn vị liên quan cần có giải pháp vận động những người bị ảnh hưởng bởi quyết định 861 tham gia bảo hiểm y tế, tiếp tục cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch. Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh cũng tích cực phối hợp triển khai các giải pháp, đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.